này chắc nó lên cái anh nhức lắm mà hả? Không có nhức là ngứa. Nó ngứa hả? Em nghĩ là nó lâu ở trong đây rồi, nhưng mà cái nó làm nó tròn nguyên cục tay cho anh luôn á. Xong cái bây giờ nó sưng lên như này anh mới cảm thấy nhức đúng không? Xử lý cục này anh nha, lên tuần anh, một tuần anh, lên tuần. Anh có hút thuốc lá không anh? Có. Có. Có đúng không? Ừ. Em nhìn này, lấy được một miếng, còn một mớ cho mày nha. Không có đau. Hả? Không có đau. Không có đau. Không có đau. Ừ. Anh là ở quận mấy anh hả? Chợ quận 6. Nay xưa giờ đã đi lấy lần nào chưa? Chưa. Ừ. Mấy lần là sạc lên liền luôn. Chịu được không anh? Được. Đâu đâu? Cái này bạn cứ luôn. Rồi là mềm liền luôn rồi. Nhẹ bớt chưa? Ừ. Nhẹ bớt không?
chắc về thay cái áo nữa, thay giặt cái áo. Thôi bị dính cái áo tí. Tháo cái đồng. Xong rồi, sắp xong rồi. Còn tí nữa. Này chắc anh coi trên YouTube hả? Ừ. Đó. Còn cái bọt xíu em nha. Mà xong rồi nha. Chị khó chút nha. Đâu đau gì đâu đúng không? Không. Bên kia không có đâu à? Không. Bự bên đây nha. Để đừng có ấy nha. Nó rớt ra mất. Cục này nhân nè anh, nhân của nó nè, sưng bởi vậy sưng cho bá luôn.